Hồi 7 giờ sáng nay, tâm bão Vamco ở cách phía nam đảo Luzon, Philippines khoảng 300 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 tới 25 km, đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ sáng mai, 12 tháng 11, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 14. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 tới 20 km. Đến 7 giờ sáng ngày 13 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 tới 20 km. Đến 7 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 tới 135 km một giờ, giật cấp 15. Có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ, Nam Trung Bộ. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ứng phó với hoàn lưu bão số 12 và theo dõi diễn biến bão số 13 đã yêu cầu các ngành địa phương khẩn trương chuẩn bị các phương án ứng phó bão và đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân. Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên trong hôm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ thời tiết mát mẻ, dễ chịu với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 cho đến 28 độ C, trời lạnh về đêm và sáng. Cũng ảnh hưởng bởi hình thế thời tiết phân tích trên nên các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung như là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Bắc Quảng Ngãi có mưa to cho đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Các tỉnh gồm có Hà Tĩnh và Nam Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi là trên 100mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nền nhiệt độ sẽ dao động trong ngưỡng từ 18 đến 32 độ C. Về cơn bão, Vamco hiện đang di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 cho đến 25 km, đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Những thông tin chi tiết về cơn bão sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.